mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của It Mobile Channel. Cùng với xu thế phát triển mạng 5G tại thị trường Việt Nam thì hiện nay chúng ta cũng đã có rất nhiều những chiếc smartphone có 5G. Điển hình nhất gần đây thì chúng ta đang có là chiếc OnePlus Nord N10 5G. Nhưng tất nhiên thì ở It Mobile sẽ không thể tìm thấy được sản phẩm này, nên mình sẽ mang đến cho các bạn những sản phẩm có 5G nhưng mức giá chỉ ở khoảng dưới 10 triệu để cho các bạn có thể lựa chọn nhá. Sản phẩm đầu tiên thì chúng ta sẽ có là chiếc Samsung Galaxy S10 5G. Hiện nay chiếc máy này tại It Mobile chỉ còn là 8 triệu đồng mà thôi. Đối với Galaxy S10 5G, cái tên của nó đã nói lên tất cả, chứng tỏ đây là một thiết bị sẽ hỗ trợ cho các bạn 5G. Khi mà Việt Nam của chúng ta chính thức đưa 5G vào thương mại hóa thì các bạn đã có thể sử dụng công nghệ mạng xịn sò nhất rồi. Còn ngoài ra thì S10 5G còn có những điểm mạnh khác ở trong cái phân khúc tầm giá này, như là các bạn sẽ có một màn hình kích thước lên tới 6.7 inch, tấm nền Dynamic AMOLED, cùng với đó là độ phân giải 2K, tấm nền màn hình cong. Những trải nghiệm trên màn hình của Galaxy S10 5G có thể nói là không có điểm nào để chê ở phân khúc tầm giá 8 triệu của nó. Thêm nữa, về cấu hình của Galaxy S10 5G thì đây cũng là một chiếc máy mới ra mắt đâu đó tới nay thì được khoảng tầm 1 năm rưỡi, nên các bạn vẫn có thể yên tâm về cấu hình này. Exynos 9820 cùng với 8GB nó vẫn có thể cân mọi tác vụ, từ những cái việc mà các bạn sử dụng hàng ngày cho tới những tác vụ mà các bạn chơi game nặng. S10 5G không hề ngán bất kỳ một cái tác vụ gì cả, nên có thể nói đây sẽ là một chiếc máy ngon, bổ, rẻ mà vẫn đáp ứng cho chúng ta được cái nhu cầu đó là sử dụng 5G. Và nếu như phân khúc tầm giá 8 triệu mà so với cái chiếc OnePlus Nord N10 5G cũng đang tầm giá 8 triệu này, thì có thể nói rằng S10 5G chiếm ưu thế hoàn toàn. Chiếc máy thứ hai đó chính là một chiếc máy nữa đến từ Samsung, chính là chiếc máy Samsung Galaxy Note 10 5G. Thì đối với chiếc Note 10 5G đang được bán tại Intermobile sẽ có mức giá là khoảng 9 triệu rưỡi tùy theo từng tình trạng máy. Nếu như với một chiếc máy 97% thì giá sẽ rẻ, còn đối với những chiếc máy kiểu 99% thì nó sẽ lên đâu đó khoảng tầm 10 triệu. Thì tùy theo túi tiền của các bạn mà các bạn sẽ lựa chọn cho mình một phiên bản có cái tình trạng ngoại hình là phù hợp nhất. Đối với Galaxy Note 10 5G thì đây có thể nói rằng là một phiên bản nâng cấp so với cái chiếc S10 5G mà mình vừa mới chia sẻ đến cho các bạn. Nó nâng cấp thứ nhất là ở con chip, khi mà sẽ không còn là Exynos 9820 mà nó đã được sử dụng chip Exynos 9825, tức là hiệu năng của chúng ta đã ổn định hơn. Và trong những cái bài test thực tế thì mình đã thấy rằng con chip này nó đã xử lý vấn đề về hiệu năng tốt hơn này, rồi nhiệt lượng tỏa ra ít hơn, và chúng ta cũng sẽ có thời gian sử dụng pin được kéo dài hơn đôi chút. Thứ hai, đối với Samsung Galaxy Note 10 5G thì các bạn sẽ có một kích thước nó nhỏ hơn, từ đó thì việc mà chúng ta cầm nắm trên chiếc máy nó cũng sẽ dễ dàng hơn, không bị kiểu hơi căng tay nhẹ giống như trên cái kích thước màn hình 6.7 inch trên cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G. Nhưng mà có một cái nhược điểm kéo lại, đó chính là với Samsung Galaxy Note 10 5G chúng ta sẽ chỉ có cái độ phân giải màn hình nó là Full HD mà thôi. Những cái trải nghiệm khi mà chúng ta nhìn trên màn hình nó không thực sự đã được như trên cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G, nên các bạn cũng sẽ phải đắn đo và nghiên cứu lại cái vấn đề này. Nếu như các bạn không thực sự cần một cái thiết bị nó phải nhỏ gọn, nó phải có bút S Pen, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn S10 5G để có một cái trải nghiệm màn hình nó là tốt nhất. Thì đó, đối với Note 10 5G thì các bạn đã quá rõ rồi, đây là một chiếc máy dòng Note nên nó sẽ mang đến cho các bạn cái bút S Pen với rất nhiều tính năng. Đặc biệt đối với thế hệ Note 10 series thì chúng ta đã được mang thêm nhiều cử chỉ hơn, ví dụ như ngoáy, vẽ từ xa để có thể điều khiển, hay là chúng ta cũng có thể dùng nhiều thao tác để có thể control cái camera. Thì đấy cũng là những cái điểm mạnh của Samsung Galaxy Note 10 5G khi mà nó được nâng cấp ở phần cái bút S Pen. Chiếc máy thứ ba cũng sẽ đến từ Samsung, bởi vì gần như là cái phân khúc tầm giá 10 triệu là máy cũ thì mình chẳng tìm được cái chiếc máy nào ngoài Samsung có 5G cả. Nó sẽ là Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Thì đây cũng là một cái phiên bản nó tương tự như cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 5G thôi, nhưng nó sẽ có những cái điểm gì khác khi mà mức giá của nó nằm ở tầm giá là 10 triệu rưỡi. Thứ nhất, đó là màn hình của nó sẽ không phải là màn hình Full HD cộng nữa, mà nó sẽ là màn hình 2K cộng với độ phân giải lớn hơn. Những cái trải nghiệm về tấm nền nó vẫn sẽ là Dynamic AMOLED, màu sắc các thứ đều ngon tương đương, nhưng độ phân giải lớn hơn đồng nghĩa với việc là độ mịn của màn hình nó đã tốt hơn rất nhiều cho mọi người có thể nhìn đã hơn. Rồi pin của nó cũng sẽ lớn hơn này, và chúng ta cũng sẽ có thêm một thứ nữa, đó là cảm biến TOF.
thì đó là những thứ mà chúng ta sẽ nhận được nếu như mọi người bỏ thêm ra 1 triệu để mua chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus. Đáng giá đấy chứ. Còn nếu như ở một phân khúc cao hẳn tầm khoảng 12 triệu thì chúng ta sẽ có đó chính là chiếc OnePlus 8T 5G. Đây rõ ràng là một chiếc máy cực kỳ ngon và cực kỳ bá đạo trong phân khúc tầm giá 12 triệu. Vậy thì nó sẽ có gì mà mình lại nói nó cực kỳ bá đạo? Thực ra thì trước đó mình cũng đã có một video chia sẻ về việc là OnePlus 8T liệu rằng có thay thế được những chiếc iPhone ở phân khúc 12 triệu hay là không, thì mình có nhận xét đó có thể thay thế được. Bởi vì thứ nhất, OnePlus là một trong những cái dòng máy mang đến cho chúng ta thời gian update những phiên bản phần mềm về sau là cực kỳ dài. Thứ hai, đó là những phiên bản cập nhật mà nó mang lại cũng rất là nhanh chóng. Thứ ba, đó chính là về độ mượt của hệ điều hành OxygenOS mang lại là không thua kém so với những chiếc iPhone. Bởi vì nó gần như là thuần Google, mà hệ điều hành thuần Google các bạn đã biết rồi. Nhẹ, không giật lag, mượt mà, không delay. Ngon đúng không ạ? Chưa kể tới OnePlus 8T 5G còn mang đến cho các bạn con chip Snapdragon 865, là một trong những con chip đến từ Qualcomm vẫn được đánh giá là mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện nay. Nó chỉ sau cái con chip đấy là Snapdragon 865 Plus mà thôi. Chúng ta cũng sẽ có bộ nhớ RAM và bộ nhớ trong lớn như thế là 8GB và 128GB. Nói chung đối với OnePlus 8T thì đây là một chiếc máy nó gần như toàn diện cả về cấu hình, hiệu năng, cập nhật cho tới khả năng kết nối 5G. Chủ yếu là về phần màn hình của nó sẽ chỉ có là độ phân giải Full HD Plus mà thôi. So với một số chiếc máy đến từ nhà Samsung ở trong tầm giá này thì chúng ta đã có độ phân giải là 2K cộng rồi. Nhưng bù lại thì đây lại là một chiếc máy mới. Đây lại là một chiếc máy mới nên cái ưu thế của nó rõ ràng thấy là rất rõ. Và trên đó là một số chiếc máy có hỗ trợ 5G trong một khúc tầm giá dưới 12 triệu đang được bán tại XT Mobile. Vậy thưa các bạn thì đâu là chiếc máy sẽ đáng mua nhất ở cái thời điểm này để chúng ta chuẩn bị tiếp cận với những công nghệ tân tiến nhất của mạng di động? Thì xin một comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới. Và trong video lần sau mình sẽ có một video khác tổng hợp về những chiếc máy sử dụng được mạng 5G đang được bán tại XT Mobile nhưng ở phân khúc tầm giá flagship siêu phẩm hơn. Liệu có những chiếc máy gì thì hãy cùng nhau đón chờ video sau nhé. Bây giờ thì các bạn hãy click ngay vào đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video để tham khảo thêm về những chiếc máy mà mình vừa mang đến cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.